ma thiên bá độ nhạc liên hồn thủ nạn nhân quyết tại đăng quả đang sang cử. Bài thơ đó hay sao? Vì ông có nhớ năm xưa tại sao tôi phải tặng bài thơ đó cho ông không? Tôi còn nhớ. Tôi còn nhớ khi bà tặng cho tôi cái bài thơ này. Bà còn nói gì nữa? Nhưng mà tôi thật sự, Tôi không muốn biết kết quả như thế này. Ông không muốn hả? Ông có biết không? Ông đã hại chết tôi đó. Chính bà đã ép buộc tôi. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi không muốn như vậy đâu. Tại sao bà hại tôi? Tại sao là như vậy? Tôi đó. Ông không muốn là tôi dám nói gì với tội lỗi của mình. Không liên quan gì với tôi. Chắc phải muốn tiếp tục lầm lỗi nữa hay không? Không phải là lỗi của tôi. Tôi không có lỗi. Bà ép buộc tôi đó. Lưới trời tuy thưa nhưng không bỏ sót ai. Những gì ông làm trước sau người ta không biết mà. Không phải biết được đâu. Nếu mà ai biết được. Không phải biết. Người nào biết thì tôi sẽ giết chết người đó. Giết luôn nó. Độc nhất lòng dạ phụ nữ. Độc không có bằng ông. Trần Quốc Hoa, ông muốn kiếm tôi chết thay cho ông không có dễ đâu. Tôi nhất định tới hội đồng quản trị để nói chuyện xấu ông ra. Cùng lắm đường ai nấy đi. Nè, đừng đi nha. Thank you.
Lên xe. Hả sư huynh, thú quý vị. Đốt thầy đó, không phướng mới là lạ. Kiêm kế toán của trường trung học NO có phải bị đốt chết hay không? Hiệu trưởng, ông là người trí thức mà, ông nên hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Phải rồi, đừng rượu mời ông uống, uống được phạt nha. Sếp à, tôi vô tội đó, không liên quan tới tôi. Tôi vô tội. Nói mau, ông quen với nạn nhân bao lâu? Tại sao giết chết cổ? Tôi không giết người, tôi tự vậy thôi. Không liên quan tới tôi đâu, không liên quan tới tôi đâu. Tôi không có tội, tôi không có tội. Nè, hiệu trưởng, vợ chồng người ta chính mắt nhìn thấy ông đốt thầy bãi đầu xe. Tại chúng tôi chạy theo ông hết mấy con đường, bây giờ buộc chối hay sao? Là một hiệu trưởng có địa vị cao ở trong xã hội, đã được phụ huynh tôn kính, học sinh yêu quý, huống chi ở nhà còn có một bà vợ hiền nữa. Thật ra tại sao Trần Quốc Hoa kia lại hy sinh mọi thứ và giết chết phụ tá của ông ta là bà Hồ Ngọc Lan, sau đó còn hủy thay diệt tích nữa? Năm 1978, dạ được, không ngờ thầy đồng ý. Tôi tưởng thầy bận rộn dữ lắm. Thôi tôi không làm phiền thầy nữa. Cái chuyện đó không có gì. Giáo dục thế hệ sau là chí nguyện lớn nhất của tôi. Thật không ngờ con người của ông có lý tưởng như vậy. Thầy Lý của chúng tôi có lý tưởng nói làm gì, còn là một người tốt nữa kìa. Một sư tử, ông kêu tôi tới có chuyện gì hay không? Có phải giáo hội có hoạt động nữa? Tôi biết rõ sư Nam rất tận lực. Tôi theo dõi ông lâu tới như vậy, ông không làm tôi thất vọng. Thật ra có là điều đương nhiên. Xưa nay ông lo cho tôi tới như vậy là lo cho tôi biết bao nhiêu cơ hội. Tại sao ông lại thành tâm tin Chúa? Chưa là như vậy. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ theo người nhà lánh nạn tới Hồng Kông. Lúc đó mới vừa xong chiến tranh, kinh tế thị trường không mấy khá. Ba và má của tôi không biết chữ, khó kiếm việc làm. Nếu như không được sự giúp đỡ của giáo hội, tôi cũng không thể nào đi học và có bánh mì ăn. Vì vậy tôi thề, sau này lớn lên, tôi nhất định là sẽ đền báo giáo hội, làm việc cho giáo hội. Đó còn phải cảm ơn sự ân tứ của Chúa. Đúng vậy,
Gần đây giáo hội của chúng ta chuẩn bị xây một trường trung học mới. Tất cả đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn thiếu một ông hiệu trưởng thích hợp mà thôi. Tôi cũng nghe nói tới cái chuyện đó nữa. Nghe nói hình như sắp xếp một người anh em giỏi hơn để làm hiệu trưởng. Nhưng đáng tiếc, ổng đã bị chúng tôi phát hiện là người thuộc két ăn cắp của công. Người anh em, tôi định giới thiệu ông với giáo hội để làm hiệu trưởng trường trung học đó. Tôi không được đâu. Tôi không có tư cách là hiệu trưởng. Nè, đã dạy học ở trường này lâu thế như vậy rồi, được sự tín nhiệm của phụ huynh và học sinh. Hơn nữa, học trò rất là thương thầy. Giáo hội cũng hiểu thầy rất nhiều. Thầy không làm được thì ai làm được đây? Đó là sự sắp xếp của Chúa. Không lẽ ông có lòng tin với Chúa hay sao? Ồ, vậy hả? Sư, ông phải dạy cho tôi nhiều hơn nữa đó. Và điều quan trọng nhất là phải làm đúng nguyên tắc. Với kinh nghiệm của tôi bao lâu nay, tôi tin chắc tôi không đánh giá lầm người. Cảm ơn một sư từ. Tôi sẽ cố gắng. Quan ái của chúng ta có thể làm khá hơn so với những trường trung học khác ở trong một khu vực đó. Mọi người có ý kiến gì phát biểu hay không? Nếu như gì hả? Cô Quỳnh à, có gì muốn nói đi, hãy nói đi. Thầy Trần à, là hiệu trưởng của một trường trung học, thầy có cảm thấy tuổi tác và lý lịch của thầy hơi yếu một chút hay không? Vậy là một người thầy giáo, tuổi tác và kinh nghiệm. Tôi tác kinh nghiệm của cô cũng chẳng có bao nhiêu. Như vậy không có nghĩa là cô không phải là một cô giáo giỏi phải không? Hiệu trưởng Trần, ông muốn làm cho trường trung học anh ấy khá hơn thì học sinh cũng phải có thành tích khá hơn chứ, phải không hả? Cái đó đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Chúng ta là những người làm công tác giáo dục, mục đích cuối cùng phải dạy ra được một số học sinh rất khá phải không? Nói thì dễ, bây giờ trường của chúng ta thi đậu thấp tới như vậy, làm sao mà so sánh đây? Phải, mấy học trò này khó dạy lắm. Tôi bị tụi nó làm cho tức chết nè. Thì phải, nếu thầy còn muốn tiếp tục làm thì phải biết tình cảnh thế nào. Vậy cho nên có kinh nghiệm hay không nhìn vô là biết liền à. Có rồi lúc thành tích của học trò tốt hay là xấu không phải là vấn đề của chúng ta, mà là vấn đề chất lượng của học trò đó. Thưa phó hiệu trưởng, ông có bao giờ nghe nói giáo bất nghiêm sư chi đọa hay không hả? Hả? Thành tích của học sinh tốt hay là xấu, đó là vấn đề của thầy cô giáo chúng ta đó. Đó là trách nhiệm của chúng ta mà, và cũng là cái vấn đề quan trọng nhất ở trường trung học anh ái của chúng ta. Đúng vậy, có kinh nghiệm hay không thật sự nhìn là biết liền. Nếu như đó là những kinh nghiệm thất bại, vậy tôi thà rằng không cần những kinh nghiệm đó. Cái mà tôi cần là sự nhiệt tình đối với nền giáo dục có lý tưởng và những đồng nghiệp có sự hăng say. Quá ra hiệu trưởng dễ làm gì hay sao? Đúng rồi. Thầy Trần à, là hiệu trưởng của một trường trung học, thầy có cảm thấy tuổi tác và lý lịch của thầy hơi yếu một chút hay không hả? Hiệu trưởng Trần à, ông muốn trường trung học anh ấy khá hơn thì thành tích của học sinh cũng phải khá hơn chứ, phải không? Nói thì dễ, bây giờ trường học chúng ta tỷ lệ thi đậu thấp tới như vậy, làm sao so sánh với người ta đây? Phải rồi, đám học trò này khó dạy lắm, tôi cũng bị tụi nó chọc tức gần chết luôn. Phải rồi, ông tiếp tục làm thì sẽ biết hoàn cảnh như thế nào. Vậy cho nên có kinh nghiệm hay không nhìn vô là biết liền à. Hiệu trưởng, có chuyện gì? Có một phụ huynh báo cáo học sinh chúng ta bài bạc ở bên ngoài.
coi đi. Mày đổ đi. Mày đổ sao đi? Mở lên đi. Đây này, mở lên đi. Để tao coi coi. Đưa coi ra sao. Nè, mấy đứa đứng lại chỗ này sao? Mở lên. Nè, đứng lại. Đừng có chạy nha nè. Đừng có chạy. Đứng lại đi. Đừng có chạy. Đứng lại. Làm người ta sợ gần chết. Tưởng là hiệu trưởng nữa. Bây giờ tính làm sao? Yên tâm đi, chỗ này hẻm chằng chịt, nếu người ngoài vô đây bảo đảm không biết đường đâu. Có biết đường ra hay không? Tao đương nhiên biết rồi, tao lớn ở chỗ này mà. Ê, được rồi, đi. Đúng vậy. Đi mau đi. Ê, muốn đi đâu? Phải chứ mình. Được gặp ra cho thầy khám. Chuyện gì mà thầy cũng kiếm ta? Mau lên bảo gặp ra cho thầy khám. Khám tập, khám cấp. Rồi, thầy khám chứ. Coi đi. Đúng rồi, đâu. Coi đi. Nè, đâu có gì đâu. Nó không tin mà, đi. Coi đi. Chị cứ coi đi, đâu có gì đâu mà ngại chứ. Chỉ toàn là sách thôi. Không có gì phải không? Bộ bài đâu rồi? Đâu có bài gì đâu hiệu trưởng. Ông cũng đã xét rồi mà. Nếu không tin thì xét lại lần nữa đi. Thì không có đâu. Cái này là cái gì hả? Hết lời để nói phải không? Nếu như tôi không biết cái tẩy của các em, làm sao có thể làm hiệu trưởng các em đây? Nếu các em biết nha, hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo ghê lắm, đã từng ở trong ngôi nhà như vậy. Ba cái thủ đoạn xấu quyệt này của các người, ngày xưa tôi xài không hết nữa. Thật ra tôi cũng đã từng còn nhỏ, đâu có em học trò nào mà không ham chơi. Cái này cũng thích, cái kia cũng thích, nhưng mà cách không đúng đó. Có sách thì không chịu học, lại đi chơi bài bạc, đánh bài không có đúng đâu, các em có biết không? Hại chết người đó. Ăn học, tối ngày cứ kêu người ta học, nhưng tụi này không thích học đó. Làm gì? Em không thích học đi nữa, cũng phải học. Đó là trách nhiệm hiện nay của các em đó. Bây giờ không chịu học, sau này sẽ hối hận. Tôi nhất định không học. Tôi muốn học bài bạc thôi, sau này tôi sẽ là vua bài bạc. Vua bài hả? Được. Các người bây giờ đừng xem tôi như là hiệu trưởng, tôi chân bằng nha. Nếu như em thắng, sẽ được làm vô bài bạc, chịu không? Được, tôi nhất định thắng thầy, là thầy nói đó nha. Tôi nói sẽ giữ lời. Chúng ta xà láng cho một bàn thôi. Được, một bàn thì một bàn. Bài của em có mặt già, thì thua phân nữa. Không bao giờ đầu hàng thua phân nữa. Một, hãy cố gắng ăn học. Hai, cứ thắng tôi đi để làm vô cờ bạc. Được, vậy em làm vô cờ bạc nha. Cô lũ ách. Wow, ý. Bài như vậy thắng là cái chắc đó. Hiệu trưởng biết chơi bài không? Em có ba con ếch và một cặp già là cù lũ ếch mà. Thầy chỉ có con 10, làm sao mà thắng em chứ. Để xem nào. Ê, bốn con hai. Ây da, bà như vậy cũng dễ dàng thắng em. Chơi cái gì cũng lớn hơn em hết. Không thể như vậy được. Em xui thiệt, chơi lần nữa đi. Nếu như nghĩ bài bạc thì về sự may mắn, tôi nghĩ có đời chắc không có may mắn nổi đâu. Hãy học nghề đi. Mười kiểu bài bạc hết chín kiểu ăn gian. Ở trên đời này nhiều cái gian lận ghê lắm. À, thì ra hiệu trưởng là người chơi gian lận hả? Nếu như hiệu trưởng chơi gian lận thì đâu có lật tẩy cho em coi. Dù sao cũng là hiệu trưởng của em, không nên dạy em đánh bài. Hiệu trưởng à, thầy dạy cho em đánh bài đi nha. Có thể dạy cho em chứ, chỉ dạy cho em học thôi. Hết chứ Bình, tôi biết là bất mãn ở trong lòng lắm.
Nhưng mà em đã thấy rồi, người lớn như tôi biết đánh bài cờ gian bạc lận như vậy, tôi cũng không đi kiếm tiền người ta để đánh bài gạt người ta. Sao vậy hiệu trưởng? Gạt người ta được một thời gian, không gạt được cả đời đâu. Làm người cần phải thật tình một chút. Nè, muốn làm nổi hơn người ta, ai cũng biết em, cái điều quan trọng nhất là phải làm việc cho chắc chắn một chút, có biết không? Dạ em biết rồi. Biết lỗi là được rồi, nhưng mà tôi cũng phải trừng phạt em, ghi một lỗi nhỏ cho em. Không ghi lỗi có được không? Không ghi cũng được nữa, nhưng mà mỗi một ngày sau khi tan học tới phòng hiệu trưởng để tôi ôn bài cho em, cho tới thành tích có tiến bộ mới thôi. Ok. Dạ được, cảm ơn hiệu trưởng. Ông xã, uống cái trà nóng đi. Dạ Huệ, anh còn đang chấm bài, thôi để xuống chút đi. Hay giờ suốt một đêm chỉ lo sửa bài vở dùm cho các học sinh, nước cũng không chịu uống một hớp nữa đâu có được. Hứa chứ mình bây giờ chuyện sửa đổi như vậy thật hiếm có lắm. Cố gắng làm bài nữa, nếu như tôi không chịu sửa cho kỹ như vậy đâu có được. Anh không phải cho biết thầy cô ở trong trường và còn ông phó hiệu trưởng kia lúc nào cũng không ủng hộ phương thức dạy học của anh hay sao? Sao anh còn hăng say tới như vậy? Mấy người đó không ủng hộ anh không có nghĩa là anh phải bỏ cuộc. Phải rồi, không cần phải nóng nảy vậy đâu. Dù sao đi nữa em cũng ủng hộ cho anh, có được rồi chưa? Em thực sự là hiền nội của anh, tốt nhất của anh đó nha. Đừng làm người ta sửng sùng tới như vậy. Ý, đây là bài văn của Hứa Chí Bình đó hả? Phải rồi, bây giờ Hứa Chí Bình, cái em này có tương lai đó, lại chịu sửa đổi lại cố gắng nữa. Ở trên mình cũng nói chứng minh có những đứa khác thấy là một học sinh giỏi, nhất định phải có học phẩm kim ưu. Không những chỉ dạy cho tụi nó có thành tích khá, còn phải dạy cho tụi nó làm sao làm người nữa. Bây giờ người ta làm hiệu trưởng, anh cũng làm hiệu trưởng, tại sao chồng của tôi lại vĩ đại tới như vậy? Ở đây cái gì cũng phải tự mình làm, cái gì cũng phải thu hoạch chứ. Nếu chứ không cố gắng làm sao dạy học sinh thành tài? Ông xã, em biết là anh quan tâm cho học sinh lắm, nhưng mà cũng không thể nào tối ngày về cái chuyện của nhà trường mà mệt mỏi quá rồi không có để ý tới sức khỏe của mình. Tôi đâu có gì bậy bạ đâu. Phải, chúng ta bây giờ còn chưa có con. Thôi vậy nha, mai mốt chúng ta đi khám lại đi. Có con hay không cái đó là duyên phận mà. Em thật sự lo cho anh làm quá sẽ hại tới sức khỏe. Anh không có sao đâu mà. Gia Huệ, thật ra anh lo cho em lắm đó. Anh biết em hồi đó tới giờ rất thích con nít, nhưng em biết mà, hoàn cảnh kinh tế chúng ta hiện nay hoàn toàn không thể nào có thêm một đứa con. Để em phải chịu khổ chung với anh cũng ngại ghê lắm. Hay giờ anh đừng có nói như vậy mà. Thật ra em cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi. Anh coi chúng ta bây giờ có mái ngói che đầu, có nhà riêng của mình. Điều quan trọng nhất là em đã lấy được một ông chồng vừa siêng năng, vừa tài giỏi và tốt bụng nữa. Mấy con trâu cũng siêng năng ghê lắm, nhưng rút cuộc làm gì có đời. Vậy em biết tại sao anh lại tuổi sửu rồi? Thì ra anh cài giống như là con trâu vậy. Cười anh phải không? Cười hả? Chuyện gì? Có chuyện gì? Không sao chứ? Chắc không có gì đâu. Nghỉ một chút là khỏe lại liền. Có cần đi khám lại không? Không cần đâu. Anh đừng có làm việc khuya quá, sáng ngày mai còn phải trở lại trường hả? Được rồi, không làm nữa. Thôi để anh đi lấy hàng cho em. Hả? Năm 1982, quý vị, ngày hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của trường trung học anh ấy. Tôi ở chỗ này đặc biệt cảm ơn các thầy các cô và phó hiệu trưởng. Dưới sự cố gắng hết sức của các thầy cô, nhà trường chúng tôi đã thực hiện được ý nghĩa giáo dục mới, đó là dùng phương cách làm chủ, học tập làm phó. Và ý niệm dạy học không phải là đi học để lấy điểm, ngoài ra còn làm cho tôi đây vui vẻ hơn. Đó chính là nhìn thấy đa số các em học sinh không những tiến bộ về mặt thành tích, ngoài ra còn phải học kim ưu nữa. Tôi đặc biệt muốn biểu dương mọi học sinh đừng có chỗ không có môn nào đủ điểm trở thành có thành tích ưu việt, hạnh kiểm từ 0 điểm lên tới 90 điểm, làm cho tôi rất là để ý tới. Em học sinh mà tôi muốn nói chính là em học sinh Hứa Chí Bình của lớp 4C. Em đã được giải thưởng phẩm học kim ưu. Chúc mừng.
1993. Quý vị quan khách, ngày hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 12 của trường trung học anh ấy. Tôi hôm nay rất vui vẻ thấy các em học sinh có thể tiếp tục học hỏi và kế thừa cái phương châm giáo dục xưa nay của trường chúng ta. Không những các em tiến bộ về mặt thành tích, cần phải phẩm học kim ưu. Tôi đặc biệt ở chỗ này cảm ơn quý vị thầy và cô trong một năm qua đã tận tâm tận lực dạy cho các em học sinh, để cho các em có một hoàn cảnh được cảm hứng và tốt đẹp, có thêm những ý thức phong phú. Ông mời ông tìm ai? Trần hiệu trưởng có ở đây không? Dạ có. Cảm ơn. Hứa Chí Bình, sau này rảnh rỗi về đây thăm hiệu trưởng nha. Phải rồi hiệu trưởng, lần em trở về là muốn chơi một ván bài nữa với hiệu trưởng đó, coi thầy ăn em được không? Ồ, hay da, đã lớn tuổi như vậy rồi, tay chân chậm lắm, bây giờ là thế giới của các em đó, đương nhiên là em thắng rồi. Đương nhiên không phải rồi hiệu trưởng, sao thầy nói vậy? Thật ra thầy chắc chắn thắng mà, thầy thắng tất cả học sinh tụi em là sự kính trọng của tụi em đối với thầy. Vậy sao? Còn nữa nha hiệu trưởng, nếu không phải ngày xưa thầy đã dạy em, thì em đâu có ngày hôm nay. Hay da, đừng khùng điên, sự thành công của em là nhờ sự cố gắng của em thôi. Thầy có thể giúp được em bao nhiêu đây? Không phải đâu hiệu trưởng à, em phải cảm ơn thầy mới đúng, không có thầy em đâu được như bây giờ. Được rồi, làm người cần phải nhìn ra phía trước. Hả? Cái hứng thú của thầy là muốn biết rõ tình hình hiện nay của em thế nào hả? À, cũng được. Sau khi tốt nghiệp đại học đã làm việc trong ngân hàng Mỹ Quốc, mấy năm qua làm cũng được khá ghê lắm. Em cũng vừa mới lên chức. Đây là giám chức của em. Để xem coi đã lên chức gì đây. Làm giám đốc đầu tư trong ngân hàng đó. Thầy nhớ lúc đó em học rất giỏi, cái môn toán em có thành tích rất giỏi. Ê, công việc này thì thích hợp với em rồi đó. Đúng vậy hiệu trưởng, về phương diện địa ốc gần đây kiếm được chút đỉnh, đi dầm dọn đi Sa Điền. Sa Điền à? Ừ, Sa Điền để nhất thành khá lắm đó. Là Cửu Đỗ Sơn ở Sa Điền. Cửu Đỗ Sơn à? Bây giờ chỗ đó càng tốt hơn nữa, ở nhà lầu nuôi chó tây. Thành tựu của em bây giờ còn khá hơn hiệu trưởng nữa. Đừng có giỡn với em nữa mà, hôm nay em tới có mang món quà để tặng cho thầy, coi có thích không? Hả? Ê, cái gì đây hả? Coi thử đi. Ồ, để coi. Ui, ui, tại sao lại mua một món quà quý báu như vậy để tặng cho thầy hả? Lần này em về là để cảm ơn thầy mà. Ây da, Chí Bình à, tấm lòng của em thầy cảm ơn nhiều lắm, nhưng mà cái chiếc này đây thật sự quý quá đi, thầy không dám lấy đâu, hãy mau cất lại đi. Sao vậy hả hiệu trưởng? Nè, thầy là hiệu trưởng của các em, dạy dỗ các em nên người, đó là trách nhiệm của thầy. Thầy không cần các em tặng quà gì để cảm kích thầy đâu. Chí Bình à, ngày hôm nay thấy em có thành tựu như vậy, đối với thầy mà nói đó là món quà quý nhất rồi. Điều này em hiểu được, nhưng mà đây là tấm lòng nhỏ nhỏ của em đối với thầy, thầy nhận đi, em không có mục đích gì khác đâu. Nếu mà như vậy thôi được rồi, thầy đại diện cho nhà trường nhận giùm cho em. Hả? Thầy nghĩ mang cái phần quà này tặng cho em học sinh nào có thành tích giỏi nhất và phẩm học kim ưu của năm nay, em cảm thấy thế nào? Ý kiến của thầy hay lắm. Thôi quyết định đi nha. Sau báo cáo điều tra các tài liệu trong buổi lễ tốt nghiệp lần trước, tất cả mọi phụ huynh đối với trường trung học anh ấy của chúng ta đều có ấn tượng rất là tốt. Phải, mười mấy năm qua anh ấy trung học của chúng ta đã xem việc xúc tiến phẩm học kim ưu của các học sinh làm tôn chỉ. Chúng ta đã giáo dục rất nhiều anh tài, hơn nữa bây giờ ở trong khu vực đã trở thành nhà trường được phụ huynh ưa thích. Nói một cách khác là trường trung học anh ấy của chúng ta trở thành trường nổi tiếng ở khu vực này. Sau sự cố gắng bao nhiêu năm, nhà trường đã thiết lập được danh dự rồi. Nhưng mà về phương diện giáo dục, chúng ta so với những trường trung học cùng bậc là có một sự chi tiêu và kinh phí rất là lớn. Thêm vào gần đây tiền tệ và lạm phát thay đổi, trường của chúng ta về phương diện tài chính hình như là số thu không có đủ chi. Về phương diện kế toán lương, có nói vậy không hả? Kế toán lương đã phục vụ nhiều năm ở trong giáo hội, thật ra cần phải về hưu từ lâu lắm rồi. Nếu không phải một sư từ đã yêu cầu ổng, ổng không trở về anh, như vậy ai giúp đỡ chúng ta đi? Nhưng mà tôi mới cho nhận được thông báo, kế toán lương bởi vì yếu trong người, cho nên tháng trước đã tổ chức cái giáo hội rồi. Như vậy đối với việc tài chính của nhà trường, có ý kiến gì không hả?
thượng đối giáo dục của ông. Tụi em chắc chắn không giảm bớt tiêu chuẩn giáo dục đâu chứ. Đương nhiên là không rồi. Thưa phó hiệu trưởng, ông nghĩ rằng cần phải đối xử cái hoàn cảnh ác liệt đó như thế nào hả? Nếu như không có giảm chi tiêu, chúng ta phải tăng thêm nguồn thu nhập, tìm nguồn vốn để giải quyết vấn đề tài chính. Cái gì, em thành hôn rồi, chồng của em là họ Triệu. Bà Triệu, xin lỗi bà nha. Nghe bà Lý nói ông đã làm hiệu trưởng rồi, có phải vậy không? Vậy tôi phải gọi là hiệu trưởng Trần mới đúng. Ây da, hiệu trưởng cái nỗi gì, kêu tôi là anh Quốc Hoa cũng được rồi. Vậy anh gọi tôi là Ngọc Lan đi. Được, chào cô Lan. Còn nhớ chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau không? Thì lần đi du lịch cho tới bây giờ nè. Chắc cũng mười mấy hai chục năm rồi hả? Năm đó chúng ta đi du lịch ở Bắc Tiên Lãnh, anh còn lên núi ngâm thơ nữa. Đó là thơ của Tân Thế Trạch: Kim Hoa Thiết Mã, khí thôn vạn lý như hổ. Anh làm như vậy đó. Tất lễ. À phải rồi, bao nhiêu năm không gặp, sao bỗng dưng trở về ngôi giáo đường này? Chuyện là như vậy, ngày xưa tôi dọn qua học công, bây giờ dọn về đây cho nên mới trở về giáo hội. Thầy Trần, coi như là tôi đường đột, hình như là thầy có tâm sự phải không? Ồ, không có, tôi đang buồn bực về cái chuyện của nhà trường thôi. Gần đây có một ông kế toán từ chức không làm nữa. Bây giờ sổ sách trong trường không ai lo, kêu tôi đi dạy thì được, kêu tôi tính toán, tôi làm sao biết tính đây? Quá ra là như vậy. Nè, thôi đừng có nói ba cái chuyện phiền muộn của tôi nữa, cô hãy nói về cô đi. Gần đây khỏe không? Cũng vậy thôi, suốt ngày ở nhà lo cho con nhà nấu cơm. Vậy không có dự tính tìm việc làm trong quê trường ngày xưa sao? Đó là ý kiến của chồng tôi. Sau khi sinh con xong rồi á, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên đã thôi việc ở trong trường. Chồng của cô cũng thương cô thật đó. Nói thì nói vậy thôi, không muốn anh ta gánh vác cả gia đình mệt mỏi ghê lắm. Tóm lại bây giờ tôi cũng khỏe rồi, muốn xin một việc làm để bớt gánh nặng cho gia đình. Ồ, tại sao tôi nghĩ không ra? Nhờ cô nhắc tôi đó. Anh tìm được phương pháp giải quyết rồi hả? Nè, ngày xưa cô đã làm thư ký mà, cần phải biết công việc kế toán phải không? Nếu tôi muốn cô, thứ nhất cần phải giải quyết vấn đề kinh tế của cô, thứ nhì có thể giải quyết vấn đề kinh tế của nhà trường chúng tôi, về nhất cử lưỡng đắc đó. Anh kiểu muốn tôi sao? Có lẽ lần này chúng ta thật sự cảm ơn Chúa, chúng ta có thể tương tự tại giáo đường này, đó là sự sắp xếp của Chúa. Ngọc Lan, khuya vậy còn chưa về à? Làm xong phương án này, để ngày mai anh còn đi họp nữa. Được. Hay quá, anh cũng có mặt ở đây. Em muốn anh coi thử phương án này, coi coi có được hay không, rồi góp ý cho em. Được. Có ý kiến về phần đề nghị của tôi hay không hả? Về mặt căn bản, cái thơ đề nghị này không có gì là không tốt. Nhưng mà... Thư ký Hồ à, theo như lời cô nói, tăng thu tiền sách vở, tổ chức thêm những hoạt động ngoài nhà trường để tăng gia thu nhập của trường. Vậy có phải mang gánh nặng của nhà trường di chuyển lên mình của các phụ huynh hay không? Về mặt lý luận như vậy, giống như là một ván cờ gây quỹ. Phụ huynh không cần đóng góp nhiều tiền cũng có thể giải quyết được vấn đề của nhà trường hiện nay. Nhưng mà như vậy nè, tôi chỉ sợ phụ huynh cảm thấy chúng ta mượn danh nghĩa của nhà trường để làm thu chi phí. Cô Tôn, cô có thể yên tâm, chúng ta nhất định giải thích rất rõ ràng cho các phụ huynh biết chúng ta dùng tiền vào chuyện gì. Bây giờ xã hội đã tiến bộ, khuôn khổ dạy học đã đa nguyên hóa, chúng ta cung cấp nhiều hoạt động ngoài nhà trường cho các em học sinh, cái đó có lợi cho các em học sinh đó. Trước giờ chúng ta có nhiều hoạt động ở ngoài trường rồi, nếu như tăng thêm có làm cho phụ huynh gánh vác nổi hay không?
Bây giờ kinh tế của Hồng Kông đang lên, thu nhập bình quân của mỗi gia đình đều tăng thêm chi tiêu, và chi phí con cái của họ cũng tăng lên thêm. Cho nên cái chuyện này chắc chắn các vị không cần phải bận tâm. Tôi đồng ý với lối suy nghĩ của cô. Cô có cái lý của cô đó. Các người nghĩ xem, tôi không muốn con của tôi chỉ biết xin tiền của tôi, sau đó đi chơi ở ngoài đường không chịu làm bài phải không? Phải rồi. Nếu mà như vậy, mọi người không ý kiến gì thì chúng ta nhất trí thông qua bản đề nghị này nha. Được. Mục sư Tư, đây là mấy ông chủ tịch của trường. Tôi tin chắc các con đã từng gặp mặt, chắc không cần phải giới thiệu nhiều. Mời ngồi. Các vị này, ngày hôm nay tôi mời các vị tới đây, ai nấy đều muốn gặp mặt hiệu trưởng để xem trường trung học anh ấy gần đây tổ chức bản kế hoạch gì đó có nội dung thế nào. Có phải mọi người cảm thấy kế hoạch tăng thu giảm chi cho nhà trường có vấn đề gì hay không? Thầy làm việc rất là khá, họ làm sao mà không dễ được chứ. Cảm ơn. Mấy ông chủ tịch tới đây để khen thưởng thầy và thúc đẩy tiến hành bản đề nghị của thầy, không những tiết kiệm tiền dùng cho giáo hội, còn giúp đỡ cho học sinh rất nhiều. Cảm ơn. Nè, người anh em. Dạ. Cái đồng hồ này tuy không quý giá lắm, nhưng mà tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi tôi tới đây dạy học, giáo chủ đã đích thân tặng cho tôi. Bây giờ tôi đích thân tặng lại cho anh. Cảm ơn. Nè, người Nhật Bản rất thích tặng đồng hồ cho người khác, bởi vì họ là một dân tộc rất đúng giờ và rất giữ uy tín. Vì vậy họ cũng hy vọng đối phương có thể đúng giờ và giữ uy tín nữa. Nè, bây giờ tôi tặng lại cho anh. Tôi hy vọng anh từ nay luôn đúng giờ và luôn giữ uy tín với các học sinh. Hy vọng từ nay công việc của anh luôn tốt giống như là lần này, có biết không? Dạ biết. Nè, anh đã hứa với tôi rồi, nhất định phải giữ đúng lời đó nha. Dạ, tôi nhất định làm hết sức mình. Nè, hay quá. Ê, nè, chúc mừng, chúc mừng. Làm gì hả, làm gì? Chuyện gì? Chúng tôi tổ chức bạc ti cho hiệu trưởng. Phải, chúc mừng cho hiệu trưởng. Trường trung học anh ái của chúng ta cuối cùng đã nổi tiếng nhất như tại Hồng Kông. Cho nên tất cả thầy cô trong trường này muốn tặng cho thầy một món quà. Đi coi. Wow. Đây là thanh ngọc án của Tân Thế Trạch. Phải. Cảm ơn. Tôi đã từng nghe ông tuyên bố ông rất thích thơ của Tân Thế Trạch, cho nên tôi đã duyệt cho mọi người làm tấm bản thơ này để tặng cho hiệu trưởng đó. Cảm ơn. Không phải đâu, thật ra chúng tôi đâu góp tiền mua đâu. Cái này do cô thư ký hộ tự mình mua thôi.